Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Cây Cảnh Mini Giá Rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2021. Thì hôm nay con xin lên với tất cả cô chú anh chị đó là 5 cây hồng ngọc mai. Thì những em hồng ngọc mai này con xin phép là lấy cây dưới bút lông con so sánh. Đó, dưới bút lông ha, dưới ngón tay cái con. Thì mấy em này thì đa số là chân dài không mà cô chú anh chị. Đây như cây này. Thì cái gốc của nó thì bự cỡ ngón tay cái con ha. So sánh với bút lông thì nó bự, cũng bự hơn cái bút lông luôn ha cô chú anh chị. Thì chiều cao của bộ đế mấy em này là tầm khoảng là 18-19cm nha cô chú anh chị. Nó cũng như cây này là mã số 1. Đó. Đây. Để con quay vòng bộ đế ha. Mấy cây này là đế quái nha. Trồng cũng rất là lâu rồi nha cô chú anh chị. Có 2 năm mà. Đây. Như cái này đi, toàn bộ là chân dài hết nha cô chú anh chị. Rồi. Đây. Nó có bộ rễ lội ngoài nè. Hai ba cái rễ nè. Đó. Mấy em này là chân dài hết. Nói chung là cỡ là 10 nó cỡ 20cm ha. Cái này mình trồng gì mình đôn đế lên từ từ nha cô chú anh chị. Đó, mình đôn từ từ lên vậy nè, là cái được cái bộ đế rất là dài luôn. Tại vì con bứng từ đất lên, từ đất vô con mới trồng kiểu như vậy. Rồi cây này là cây mã số 1 có giá là 200k nha cô chú anh chị. Tiếp theo. Mã số 2. Đó. Mã số 2. Gốc đó nè. Bự hơn con tay cái con ha. Đây, so sánh với dưới bút lông nè, cũng bự hơn cái dưới bút lông luôn. Mấy cái này gì mình cắt tỉa tròn tròn lại hết cô chú anh chị. Đây thì cô chú anh chị có thể thấy thì bộ đế em nào cũng dài tới đáy hết. Đó, thậm chí là còn quấn vòng vòng nữa nè cô chú anh chị. Đó. Dài tới nói vậy luôn á. Đó, cô chú anh chị có thể thấy là quấn vòng vòng luôn nè. Về thòn luôn nha cô chú anh chị. Đó. Bộ đế em này là tầm khoảng 19cm. 19-20. Nó một gang tay cũng khá là dài ha. Đó. Rồi, em này là mã số 2. Có giá là 210k. Mã số 2 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 3. Đây. Mã số 3 ha. Này cũng khá to nè. Đây. So sánh với cái dưới bút lông ấy của chú anh chị thì nó cũng ngang ngửa dưới bút lông ha. Đây ngón cái con. Thì cũng ngang ngửa ngón cái luôn. Cái này bộ đế nổi này là khoảng là 10cm ha. Đây. Để đâu? Đây. Đó, bộ đế nó xuống tới đây ha. Nè. Cây nào cũng đế dài thòn hết nha cô chú anh chị. Không trượt cây nào luôn nha. Đó, tại vì trồng nó ở sát ở trong bầu đất giữa quá thôi. Nên không có thấy được. Đây nè. Đó, rễ nó tới đó đó. Khá là dài ha. Đây. Chiều cao bộ đế em này là cũng khoảng là 19-20cm luôn nha cô chú anh chị. 19-20 luôn. Đế cũng rất là quái. Cây một cốt. Đẹp.
Đó. Rồi cây mã số 3 này cũng có giá là 210k nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4. Đây so sánh với con cái nha. Phúc Long nè. Nó chiều cao nổi bộ đế cũng khoảng 8cm ha. Đó, con quen rộng nha. Đây cô chú anh chị, mấy cái nhánh của nhỏ 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 của nó ra mà nó còn bung rễ nè cô chú anh chị. Đó. Cái này về mình dăm sống hết trơn luôn. Đó. Rồi để con lấy cái bộ đế ra ha. Đây bộ đế lòi ra đây nó về thòn luôn, cô chú anh chị cũng có thể thấy nè, bộ đế nó nổi từ trên thấy không, rất là dài. Cây này cũng vậy là khoảng 19-20cm luôn ha, cây nào cũng thế thôi cô chú anh chị, cọng nào cũng vậy, rất là dễ, rất là dài vậy đó. Rồi cây này là cây mã số 4 có giá là 230k. Rồi tiếp theo mã số 5. Đây so sánh với ngón tay cái còn ha. Đây là chiếc bút lông. Rất là to luôn. Rồi con xin đo nha cô chú anh chị. Lấy cái bộ đế ra. Đó. Cây nè. Hai cọng rễ thôi nhưng mà rất là quái luôn, dòm rất là thoáng và đã. Đó. Thấy vậy chứ, đây nó chia rễ ra do rất là nhiều nha cô chú anh chị, đây nữa nè, chia rễ ra nhiều lắm, ở trên có hai cọng nhưng mà ở dưới nó chia ra nguyên một nơm luôn. Đây rễ nó quắn cái này nè cô chú anh chị, nó chú anh chị có thể thấy rễ nó quắn chứ không? Tới dưới đáy chậu nó còn quắn vậy luôn á. Này. Rồi. Em này là em cuối của clip, cây này là mã số 5. Có giá là 220k. Đó. Rồi, con xin tạm dừng video tại đây. Nếu như cô chú anh chị thích cây nào xin liên hệ số điện thoại 0387849762. Gặp Mẫn nha cô chú anh chị. Nó hồng ngọc mai chân dài ha. Bộ đế nào cũng dài thòn hết. Rồi con xin tạm dừng video tới đây nha. Mà giá đó là chưa có bao gồm phí ship nha cô chú anh chị ơi. Sẵn cho cô chú anh chị xem là những cây con, những cây con dăm nhánh bự ha. Chụp nhánh. Đây. Đang dăm nhánh nha cô chú anh chị. Mấy nhánh to to nè. Cắt ra bỏ thì ổn quá. Dăm lại chơi. Nói chung là dăm kiểu gì nó cũng sống hết ha. Đó. Này là sâm hương. Sâm hương con dăm nó đang lên quá trận luôn nè. Nói chung là nó khỏe lại rồi cô chú anh chị. Khỏe lại nó bắt rễ vậy ha. Dăm cách đây cũng 10 bữa rồi nè. Còn trong kia là mai chiến thủy kim giòn nè, mấy cái nhánh nhỏ 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 con dăm này cô chú anh chị, hiện tại là mấy em nó bắt đầu phát triển rồi, ra lá non nhóc trơn rồi nè. Cái nhánh chút ép thì cô chú anh chị cũng đừng bỏ nha, phí lắm. Mình dăm mình làm mấy cây mini mình chơi 2-3 tháng tới nỗi mà cái nhánh chút xíu gì mà dăm cũng sống rồi cô chú anh chị. Con chia sẻ cách dăm nhánh chơi mấy cây mini thôi nha cô chú anh chị nào mà thích mấy cây mini thì có thể dăm nhánh làm theo con. Rồi con xin tạm dừng video tới đây.